Vâng, nay em chuyển về được một con âm ly hàng hot của hãng Denon, mã series là 2004 la mã nha các bác. Đây là con hết số của dòng thiết kế và mạch vàng 2004 la mã. Đẹp, gọi là trên 95% nha. Mạch phay vàng ươm luôn. Để trên con âm ly này thì chơi những dòng loa boss, loa cây, đánh loa GB, những dòng loa cổ đều đánh tốt. Tiếng của nó thì thiên về độ chi tiết và tiếng bass là mềm mại, ngọt ngào, có tính năng chơi B-Way để các bác mình chơi những dòng loa đời mới rất là tốt, chỉnh bass chép, ba lăng, volume tổng đấy. Điện là 100V nha các bác. Đây các bác cùng xem chắc máy này nó mới này. Đợt này em tuyển để vừa về được một con nha, giá em giao là 17.800 đối với con hàng đẹp và cũng như là hàng chất nước Nhật về, chưa vào tay người sử dụng Việt Nam, mạc mè là vàng ươm, ốc ác là tranh bum. Đây tổng quan phía bên tay trái này các bác, tay trái điện 100V, đây là phía trên nắp của nó này. Đây, nói chung là đẹp hoàn hảo nha. Bác nào cần một con 4 la mã để sưu tầm thì lấy con này. 2000 mắc 4 nha các bác, 2000 mắc 4 nha. 17.800.000 bao gồm phí ship. Nếu các bác cọc tiền, cọc giúp em khoảng 1,5 triệu trở lên, 1,5 triệu gì đấy. Còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000. Con này giá 17.800 nhé. Series là 00930. Đánh trở kháng là 4 tới 16 ohm. Hai cầu loa, tất cả cầu là cộng là đồng mặt bằng đồng quá đồng. Các bác có thể sử dụng mỗi chim bằng cách vặn ra, hoặc là sử dụng bắp chuối thì chúng ta không cần vặn ra, chúng ta kẹp thẳng vào luôn. Cầu phía trên là cầu A trái phải. Đây là có cổng Bluetooth để các bác cắm súp này, có cổng làm bao luôn, đầy đủ hết tất cả cổng con phono. Tổng quan phía sau con này 275W, mắt in da băng, điện 100V, mẹ mới ken, ốc ác ở trên bơm luôn. Giá 17.800 nha các bác, tất cả là hoàn hảo nha. Trước khi hàng đi em sẽ que và test hoạt động cho các bác hết, và sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Các bác cọc tiền thì cọc khoảng 1,5 triệu trở lên, các bác nhận hàng và kiểm tra hàng và thanh toán số tiền còn lại. Đây là ruột gan bên trong của con 2000 mắc 4 các bác, mới tinh, chạy 2 tầng phô. Đấy, đồng không bác, phe đồng này. Đấy, chân máy đồng đổ eo luôn. Đấy, đây là bo mạch nhận tín hiệu vào, bo mạch công suất nó chạy những con MOSFET nha các bác, rất là mạnh. Với công suất 275W thì các bác vô tư mình giúp lo rồi, không cần phải bàn về công suất. Đấy, mới tin nha. Tầng dây nhờ ốc ác. Những cái cầm này, cái cầm tủ này. Chân máy này. Vàng Âu luôn. Giá 17.800 nha các bác. Em bao ship tặng nơi nha. Bác nào lấy con 2000 mắc 4 gọi là quá đẹp như thế này, 00930 nha, con series 00930. Thôi, em dừng video và hẹn các bác ở video kế tiếp. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật nhiều video mới nhất.